sáng ngày 16 tháng 7 đã bắt lên đến 35 độ C. Vào lúc 2 giờ cùng ngày, cường độ áp thấp nhiệt đới nằm trên mặt biển phía đông Philippines tăng cường, phát triển thành cơn bão thứ 5 trong năm mang tên bão Danas. Trong tương lai có khả năng chuyển hướng bắc với góc độ 90 độ trên eo biển Bashi và trực tiếp đổ bộ lên đất liền Đài Loan. Cục khí tượng cho biết thứ năm và thứ sáu là thời điểm bão gần Đài Loan nhất. Hai ngày này thời tiết toàn Đài Loan không ổn định, khu vực Đông Nam Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông cấp độ lớn. Tuy nhiên, khu vực nào sẽ có khả năng phát cảnh báo trên đất liền thì phải theo dõi góc độ di chuyển về hướng bắc của bão. Theo chuyên gia khí tượng cho biết, hiện hướng di chuyển của bão được các nước dự đoán mô phỏng đều khác nhau. Để đến thứ Tư khi bão tiến gần Đài Loan, sau khi quan sát cường độ cao áp Thái Bình Dương ảnh hưởng góc độ chuyển hướng bắc của bão, mới có thể xác định mức độ ảnh hưởng trên đất liền của bão. Tuy nhiên, vào thứ Năm và thứ Sáu, toàn Đài Loan sẽ chịu ảnh hưởng bởi áp thấp. Đặc biệt, vùng bán đảo Hằng Xuân và Hoa Liên Đài Đông lưu ý có khả năng mưa lớn. Cảnh sát đứng trước quảng trường Đông Hiệp Đài Trung, các bạn lao động di trú phải thu dọn đồ rời khỏi khu bậc thang, còn có cảnh sát thổi còi xua đuổi yêu cầu họ giải tán. Hiệp hội Lao động Quốc tế Đài Loan đăng tải đoạn video lên mạng, phê bình cảnh sát không tôn trọng lao động di trú. Việc tụ tập ngồi dưới đất trò chuyện là văn hóa đặc biệt của người Indonesia. Hành động xua đuổi của cảnh sát bị cho rằng lạm dụng chức quyền và ép buộc đuổi người là hành vi không thỏa đáng. Đến quảng trường Đông Hiệp sẽ nhìn thấy những biển báo cấm bằng nhiều ngôn ngữ dán ở khắp nơi. Hiệp hội Lao động Quốc tế chỉ ra rằng Đài Loan khác với văn hóa bản địa của lao động di trú, môi trường cơ sở hạ tầng vẫn chưa đủ thân thiện. Nhưng cảnh sát giải thích, nơi này thường xuyên xảy ra xung đột sau khi uống rượu, nên cố định dịp cuối tuần sẽ đi tuần tra và không hề có hành động ép buộc xua đuổi. Chủ yếu đối tượng chính là những người có trạng thái rượu say, tiêu xài xong, như vậy là công nhân. Đến buổi tối, khi thời gian làm việc đã kết thúc, chúng ta vẫn có thể phát hiện những công nhân có trạng thái rượu say tụ tập ở gần tháp kim tự tháp. Chúng ta sẽ khuyên họ từ chối. Theo cảnh sát giải thích, hiện nay đa số lao động Việt Nam và Indonesia đều vui chơi giải trí tại khu này. Cảnh sát đã thực thi nhiệm vụ mười mấy năm nên rất rõ, chỉ nhắm vào trường hợp nghi ngờ gây ảnh hưởng an toàn tới người bộ hành hay nơi công cộng thì mới kêu gọi rời khỏi, chứ không hề nhắm mục tiêu vào lao động di trú. Tối 15 tháng 7, tấm ốp trần nhà ngay đại sảnh ga số 2 sân bay Đạo Viên đột nhiên rơi vỡ, may mắn không có người bị thương. Du khách hết cả hồn khi nhìn thấy lỗ hổng to trên trần nhà ga số 2 của sân bay. Vài miếng xi măng đổ nát trên sàn nhà rơi từ trần nhà cao xuống đất. Trần nhà vẫn còn một miếng ốp rơi lơ lửng phía trên. May mắn không có du khách đi ngang qua. Nhân viên đã kéo dây phong tỏa khu vực. Nhân viên công trình cũng nhanh chóng có mặt để xử lý. Theo tìm hiểu ban đầu, có khả năng do miếng xi măng lộ phía trên rơi xuống trần nhà đại sảnh, gây tác động mạnh khiến cho tấm ốp trần rơi vỡ xuống đất. Nhiều người khi bị trật gân thường dùng miếng dán trị đau khớp để giảm cơn đau. Tuy nhiên, dược sĩ cảnh báo dù cho là miếng dán trị đau nhất hay gel Shabob đều là dược phẩm, chủ yếu có chứa thành phần thuốc chống viêm không steroid. Nếu bệnh nhân đã uống thuốc chống viêm thì không nên kết hợp sử dụng chung với miếng dán trị đau nhất để tránh tình trạng dùng thuốc quá liều gây hại cho chức năng gan. Theo thống kê, Sở Bảo hiểm Y tế phát hiện, năm 2017 có hơn 718.000 bệnh nhân lãnh tổng cộng 71 triệu miếng dán chống đau nhức tại các phòng khám, với tổng kinh phí lên đến 120 triệu đài tệ. Bình quân một người sử dụng 100 miếng dán chống đau nhức mỗi năm. Sở Bảo hiểm Y tế nhấn mạnh tôn trọng chuyên môn của bác sĩ khi kê đơn thuốc, tuy nhiên miếng dán chống đau nhức có chứa thuốc chống viêm không steroid, không thích hợp thường xuyên sử dụng, kêu gọi người dân không nên tự ý sử dụng, nên khám bác sĩ và thường xuyên vận động hoặc vật lý trị liệu để cải thiện tình trạng đau nhức.